Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái tài liệu kế tiếp mà Thuận cảm thấy là quan trọng hơn đó chính là khi mà các bạn đầu tư vào thị trường này đó các bạn cần phải hiểu những gì. Thì một trong những điều mà Thuận đã à, suy nghĩ đến trong thời gian gần đây mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các bạn có cái góc cạnh nào sắc bén, các bạn có cái lợi thế nào trong thị trường này. Tại vì nếu như các bạn kiếm được tiền trong thị trường này hay là bất cứ thị trường nào, đừng nói riêng về thị trường crypto, bất cứ một bản đầu tư nào mà các bạn kiếm được tiền mà nhiều khi người ta hỏi các bạn là làm sao để kiếm được tiền mà các bạn không giải thích được thì các bạn có thể rất là dễ dàng thất bại và mất đi cái số tiền các bạn kiếm được. Để thường giải thích rõ hơn để các bạn hiểu là chúng ta suy nghĩ đi. Các bạn đầu tư thị trường này thì các bạn kiếm được tiền trong vòng mấy tháng qua là tại sao các bạn kiếm được tiền có phải là các bạn có một cái góc nhìn thú vị, các bạn có một cái nhìn sắc bén, các bạn có những cái lợi thế như là các bạn là một người mà rất là giỏi về phân tích kỹ thuật, các bạn có thể là nắm bắt được những cái sự lên xuống giá cả và có thể là chuẩn đoán được là giá tương lai như thế nào. Đó là cái lợi thế các bạn kiếm được tiền trong thị trường này. Hay là các bạn là một người mà rất là giỏi về tìm hiểu đầu tư các bạn rất là giỏi và tìm hiểu những cái dự án mà chưa có nhiều người biết đến các bạn đi mua thu mua những dự án đó trước khi mà nhiều người biết đến trước khi mà những sàn lớn có những dự án đó để cho các bạn có thể là kiếm được cái số tiền lớn hay là các bạn là một người mà rất là giỏi về quan hệ các bạn biết nhiều sàn lớn các bạn biết được giá cả trên lệch giữa sàn này và sàn kia và các bạn có cách để mà kiếm được lợi nhuận từ cái giá trên lệch giữa sàn này và sàn kia hay là các bạn là một người mà giỏi về lập trình thì các bạn có thể lập trình trên những cái mạng lưới như là DeFi để mà kiếm tiền một cách nhanh chóng thì đó là những cái lợi thế của các bạn nhưng mà nếu như mà các bạn tự hỏi bản thân mình là không biết là các bạn có lợi thế gì mà tại sao lại kiếm được tiền thì các bạn sẽ dễ dàng mất đi cái số tiền đó và nếu các bạn muốn thành công trong lĩnh vực đầu tư thường nghĩ là chúng ta cần phải nghĩ đến là các bạn có lợi thế gì thì ngược lại bản thân thuận đi các bạn biết là thuận không phải là một người mà thích phân tích kỹ thuật thường cũng không có dùng phân tích kỹ thuật để mà mua bán thường cũng rất là ít thời gian cho nên không có tìm hiểu những cái đồng mới nhiều trước khi mà lên sàn và thường cũng không phải là người mà giỏi về lập trình thường cũng không quen biết những cái sàn thì thường kiếm tiền trong thị trường này bằng cách nào thì một trong những cái góc cạnh một trong những cái lợi thế thường có đó chính là thời gian thì các bạn thấy được đó là nếu như các bạn không có biết những điều mà thường vừa nói tới thời gian là một cái lợi thế rất lớn nhất là những bài nào mà trẻ tuổi Tại vì các bạn thấy được là nếu như chúng ta tin tưởng thị trường này trở lại với lại cái cách nhìn cẩn thường thị trường này một là cực kỳ thành công còn hai là thị trường này sẽ trở về con số 0 thì thời gian là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng là một trong những lợi thế nếu các bạn có thời gian và tính nhẫn nại và các bạn có thể đảm bảo được là có một nguồn tiền để mà tiếp tục thu mua tiếp tục trung bình giá thì đây là một cái lợi thế rất là lớn nhưng mà nào những ai mà hỏi thuận làm sao mà có thể kiếm được tiền thị trường này thì tôi nghĩ là một trong những điều mà tôi nghĩ trả lời ngay lập tức đó chính là thời gian tính kiên nhẫn, đó là hai cái lợi thế lớn nhất mà tôi có cũng như là các bạn cần phải suy nghĩ là các bạn có lợi thế như thế nào và khi mà các bạn đã biết được lợi thế của mình, giống như là các bạn nói lợi thế của các bạn là các bạn chỉ thích đi tìm hiểu những cái đồng mà đang ở trên Uniswap mà chưa lên những sàn lớn, các bạn chỉ thích đi tìm hiểu những đồng đó và các bạn kiếm được tiền Thì những đồng đó mà thôi thì đó là một cái lợi thế các bạn có thể là chia sẻ một cách cặn kẽ. Tôi hy vọng là các bạn hiểu cái điều mà Thù muốn chia sẻ ngày hôm nay liên quan tới lợi thế là như thế nào. Và đây là những cái thông tin mà Thù muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thù hy vọng là các bạn nhận được một số giá trị trong cái video này. Và đương nhiên, những bạn nào mà chưa dõi Thuận Capital trên mạng xã hội thì theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Cũng như là những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital đồ như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia sàn Binance thông qua Liên Thuần Capital thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu những cái bonus của sàn Bybit, sàn MT, FTX, Binance US của Hoa Kỳ cho những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lãi các bạn có thể là gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum và có thể nhận lãi suất lên đến là 8% tùy theo các bạn gửi đồng nào và đương nhiên là có cái bonus 250 đô khi mà tham gia thông qua Liên Thuần Capital và tiếp tục Khoan, cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain mà chúng tôi hay sử dụng. Và thôi, sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.